No, I requested that. I had to go over there and ask her. Because you took the sheet out. I said, you scheduled me for those 2 days. What? She was like, I have to look. I said, where do you work at? I work at Food Lion right now. Okay. My girls work at Food Lion. 18 and 16. I know them. I work at Women's. Oh, you do? Nashea and Nikayla. Okay. That's what you're certified. Yes. Okay. That's my second job. Yes, you can buy. I have a job during the day. I could not. But you did not make an appointment to get your hair done. When is your birthday week? Okay. Giờ hôm nay cái internet hơi bị chậm xíu. Okay, bà con. Trên Facebook. Ok, nhờ anh em mình share dùm cái Facebook cho mình nha. Hôm nay mình làm cái bột chiso và cái có thấy rõ không? Màu nó quá đẹp luôn. Thấy không? Cái màu nó đẹp, quá đẹp luôn nè. Mình chỉ để giờ cho nó lấy xếp lại. Không, mình làm gì đó. Không biết sao hôm nay tới cái wifi hay là internet hơi chậm xíu. Can you reduce it? Can I use your phone? This one is not working. Oh, it's working. Yes. Hi, Henny, Hanale. Hôm nay mình làm cái neon. Đây neon 3 nhé. Chờ xíu nha. Không biết sao nữa, tại sao bị dừng cái. I'm gonna share it on Facebook and tell everybody to come see me.
Yeah. Can I do that? Yes, you can. Absolutely, yes. Oh, we shout at her. Take her home. Can you guys see the clear now? You see it clear in there? So is that only done on tips? I'm in the camera, yeah. Okay. Yeah, this one we do ombre. We do two color. Yes. Oh. Yeah. Okay. Okay. Share your mình nhé. Đây là bột của neon của chi số nhé. Thấy cách làm phải không? Mình lấy cái xếp lại đó, mình đợi kéo sơ sơ thôi. Thấy không? Oh yeah. Đúng rồi Darren, coi dùm cái Darren cái màu đây nó cái nó coi rõ không? Hình như dùng cái sóng mình bị sao sao á. Nó không cái good. Okay, thank you. Khách nó chỉ đòi một màu một thôi. Thế combine có đẹp không anh em? Đúng rồi. Giờ thấy nó làm một cái màu đó, nó không có đẹp. Thôi quất hai màu luôn. Biết sao mà tại sao cái các điện thoại mình bị sao sao không biết hôm nay. Tham kéo thì thôi. Nói chung màu này cũng hơi khó xíu nha. Mà cố gắng mình quất kéo cho nó đều. Không nó sẽ không ra ombre đâu. Đúng rồi, cái màu đẹp quá. Darren,
Bên đó có hôm nay có khách nhiều không? Làm được không? Thôi mình kéo vậy thôi ha. Mò thấy được phải không? Which one? You want more orange? Mm-hmm. Đúng rồi, màu này cũng đẹp quá luôn nè. Hơi khó làm xíu nha. Màu đẹp mà cũng hơi khó làm xíu. Can I have some, then we drink together here? Right now, you just steal this from me. Hello. Hello cả nhà nha. Này là bạn lái đầu rủ phải không? Yes. Còn bà kia khúc quay lại gì vậy? Okay. Đúng là màu đẹp quá đúng không? Bỏ thêm cái màu cái glitter số 1 nha. Màu đẹp lắm màu này nè. This is my favorite color luôn á, cái màu đây nè. Cái glitter này, đó. Yes, honey. Yes, some glitter. Không, mình thấy mình bỏ vô không? Rất là đẹp luôn nè. Xong mình chỉ bỏ thêm một chút thôi. Đừng bỏ nhiều. Không, xong mình kéo vô thôi. Mà đừng kéo nhiều quá nha. Kéo nhiều qua đây nó sẽ hư cái ombre của mình. Xong đó mình biết làm gì không? Mình lấy cái bột clear bỏ vô. Đó. Sau mình kéo đơn giản thôi. Đó, đẹp không? Xong đó mình bỏ tiếp mấy cái nào nãy chưa bỏ clear đấy, mình sẽ bỏ vô. Cái nào đã bỏ rồi thì không bỏ nữa. Mm-hmm.
Đúng rồi, màu quá đẹp luôn đấy. Mỹ Đần có đó live stream là thôi nha, mình thôi mình mỗi khi làm á mình cố gắng đẩy lại mỏng xíu nha, đừng kéo ra gì thôi đó, đừng kéo trên giữa nhiều, kéo hai bên hông nè, nó xong chân nhiều quá mình xin cách vậy hả? Có gì thằng lồng nấu I call back. Thank you. Chào. She's still a baby. Yes, Usher. Thôi nha, thôi làm không? Đó, kéo vô. Cố gắng chỗ đây nè, đập xíu này cho nó mỏng xíu. Lúc xíu mình bỏ vô cái bầu mô đây nè, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ ra ombre của mình. Nếu mình cứ bỏ cục vậy đó, làm kỹ giống mấy cái màu đây nó khó làm, màu neon cũng hơi khó làm mà rất là đẹp. Làm ombre mình làm càng mỏng á thì càng tốt không? Thấy không? Thấy làm không? Thấy không? Mỗi khi mình chỉ là kéo vô thôi không? À, đó, à, kéo vô. Hay lấy thân cộng đỡ vô sao đó cả. Không, mình làm rất là lẹ thôi. Xong đó mình mỗi khi lấy bột á, mình đừng lấy cái cục vậy. Cái gì nó cũng phải có cái kỹ thuật lấy. À, thấy không? À, ok, coi lớn nha. À, nhớ chia sẻ dùm cái video cho mình nha, để mình học hỏi và để mình có thể mình biết nhiều bạn bè hơn trên Facebook. Đó, thấy không? Mỗi khi làm kéo nè, thấy không? Đừng cho nó chảy quá, cho nó khô xíu mình mới kéo được. Cái neon á, nếu mà kéo mạnh quá nó sẽ ra đi nghịch bột trắng, nó không có đẹp. Thấy không? Mình kéo từ từ thôi.
kéo từ từ vậy đó. Đó đó. Xong kéo đẩy vô. Sao? Quá đẹp phải không? Sau đó mình nãy có một ly. Đây là số 1 đi nha. Từ một sorry. À, glitter 1 nha. Rất đẹp luôn màu này. Màu này làm với cái này, màu nào nó cũng vô hết. Nó cũng hợp hết. Mỗi khi làm kéo về sơ. Xong mình hơi thiếu á, mình chỉ bỏ cục thêm nhỏ xíu thôi. Đây nè. Đó. Đừng bỏ dày quá, đừng bỏ mỏng quá. Lúc mình vỗ hơi mệt. Đó, kéo vô thôi. Ok. Xong với cái màu đây mình này. Rất đẹp không? Xong với cái màu đây nè, mình nói vậy thôi. Mình lấy một cục một thôi. Hồi nãy lấy hai cục, bây giờ lấy một cục. Biết sao mình kiểu để mình cách làm. Đó, kêu vậy hả? Nếu mà bị nó hơi nhiều cái màu cam á, mình chỉ lấy xíu đây nè, mình kéo lại nè, không, mình kéo lại vậy, rất đẹp không? Nè, thêm cục này. You look so beautiful. I know, right? Yes. She is. She's a natural. I love that. I look beautiful. Yes, you do. I try Don't to. Say that. Her head gonna get bigger. Get bigger. No, my nose gonna get bigger. So we boom. Yeah, don't say that. Her nose gonna become like Pinocchio. No. Mỗi khi làm bỏ cục mỏng bữa, mình lấy bỏ xíu nè. You know why we can And so I had two fours after that, and then another 6 pounder, and then two more 4 pounders, and the last one was 3 pounds, 14 pounds. So I had peanuts. Mm-hmm. Thấy màu không? Màu quá đẹp đúng không? Xong nếu mà mình làm á, mỗi khi mình làm cái này thấy nó hơi bị quá nhiều á, mình chỉ lấy ngược lại thôi, mình bỏ chút một cam vô đó, mình bỏ xíu thôi nha, xong mình mới đẩy lại nè, đó, cho nó đẹp, đừng ngại. Sau đó mình làm xong hết dọn dẹp xíu cho nó sạch sẽ, tí mình bỏ lại cái bột clear vô. Chờ mình xíu nha, mình cất đồ xíu. Đó đúng không? Ok. Neon, cái đó mình bỏ vô. Sau đó mình mới bỏ bột clear vô nha. Yes. Cái màu nó hơi dơ quá, mình sẽ dùng cái lấy cái paper towel mới. Nè. Mình trước khi mỗi khi làm mình phải lau cọ sạch sẽ. Ok, mỗi khi cọ dơ mình bỏ vô nó cũng không có đẹp gì đâu. Mình cố gắng mình clean cọ. Mình đừng bỏ nhiều quá, bỏ vừa thôi. Mỗi khi mình bỏ chút thôi nha, bỏ nhiều.
Bỏ nhiều thì mình vô mệt thôi, cực mình thôi. Đây. Thôi không? Đó, cực chưa? Thôi, đó. Đẹp quá luôn không? Xong đó mình bỏ, cứ mỗi khi bỏ chút chút thôi. Bỏ nhiều quá nữa, cũng không có tốt gì đâu. Vũ nó mệt thôi. Có người thì nó không bỏ, mà đối với mình thì mình làm cái đó là mình lẹ hơn và mình nhanh hơn. Mình vũ mình không có sợ nó bay đi cái ombre của mình. Đó, thấy không? Đó, xong. Mình nhớ nha, phải rửa cỏ sạch này. Mình phải để vậy nè. Mình để cỏ vậy đó. Xong mình chờ khô cái mình qua tay bên kia. Xong mình chỉ vỗ xếp bên kia, xong mình vỗ nó xong. Thế thôi. Ok, giờ máy mình lấy máy giũa. Ok, đây là cái giũa, cái đầu giũa của Tammy nha. Hôm nay tôi mới nhận từ Tammy. Dùng thử như thế nào, chưa biết cảm nhận thế nào. Chắc là really good. Thới đã mê rồi cái đầu giũa này. Mình vũ mình tay trước nha. Giờ hồi nãy mình tay nó khô rồi. Wow. Đây là đồ vũ của Tammy á. Wow, đã thiệt Tammy, thank you Tammy. Không đẹp không? À, cảm ơn Trang, thank you Trang, thank you Rit. Wow, cái vũ đã thiệt luôn á. Không, cái đồ vũa này, nếu mà ai cần cái đồ vũa này nè, liên lạc với Tammy nha. Rất là tốt luôn nè. Vừa không cắt tay khách nè, mà vừa vũa nó đã nữa. Wow. Vũa quả đã luôn. Mà chưa khô do mình làm lẹ quá, xong mình phải vũa lại cái này nè. Mình vũa mình phải lấy cái xếp trước nè. Yellow and green. Mm-hmm. You say it, huh? Yeah.
do mình đã cắt cái xếp trước rồi, mình vừa xếp trước rồi, mình chỉ là trước khi mình xong á, mình chỉ để qua sơ thôi. Đó, nó ra cái xếp mình rồi. À, chia sẻ dùm cái video nha, anh chị. Xong quay lại nha. Mỗi khi mình làm xong á, mình quay lại mình vuốt cho nó. Nó thẳng cái xếp này. Quá đẹp luôn nha. Hôm nay mình vũ trên chưa khô á, mình này đó. Yeah, they were the only. It's still right. Yeah, it's a week. Okay. Uh-huh. All right. Yeah. Thật sự đau dũa nó quá tốt luôn. Okay. Judy and me. Uh-huh. She won. We're not done yet. Oh, you still have it? You gotta shine it up. No, that look all dull. Nah. It's pretty though. I love those colors. Very pretty. Yeah, look on that. À, mình cố gắng lấy xếp vậy nè, à, đợi một chỉ một lần vậy thôi. À, à. That's my nail. That's my nail. You look who did that? You look at it. Who did it? Who didn't that? Where you find it? Look at my Facebook. Nó ngại ngại vậy. Rút nó rút ổ nhát, còn lại. Muốn làm thì làm đi trời ơi. Okay. Nó nói gì đâu. Yes. I'm done. Yeah. Yeah. It's pretty, right? That's I did that. Yeah. Yeah. Show her to do it exactly like that. Oh. Yeah. Show her, then she can do it with you. You see this color? It's pretty. Yeah, oh, I like that. The one yeah. I, my 18-year-old, I just yeah. Love the color. Yes, ma'am. And she's going to make you art. Wait, okay. So, Yeah, right here. You'll do it here. Okay. So, look how good we are. Okay, this one. She's working.
I'm on your side, Lou. I'm on your side. You can do a back and forth. You can do the pink and with the orange in the top. You can do it because you do this one. You do back and forth. Back and forth. Yes. Yes. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hôm nay mình phải cúp cái máy để mình bỏ dây vô.